Ơi, cũng được, cũng được. Hiểu rồi, biết là cái này cũng được, con này thường nó còn có cái ống dài nó con nít á. Ở bệnh mà mắc không? Mắc hả? Mắc là, nhưng mà nếu mình có cái bệnh đó mình đi xin được. Nhưng mà phải hỏi người nào có bệnh đó. Sao ra đưa cái tên thuốc ra đi. Nó này cái này là 200 mấy á. Tất cả thuốc gì được thì sẽ. Thì thôi Boehringer Ingen 2 một bệnh Đức nè. Ừ. Ở bọn này giờ làm rồi. Nó có 80 ngàn mà bên đây nó cái này mới đúng đô chứ. Bây giờ viết lại cái tên thuốc này đi. Nếu mà xoay được thì anh xoay. Dạ đúng rồi. Viết lại cái tên rồi, rồi nếu mà xin được á, xin được không có tiền xin cho cậu. Đức ông này kinh tế nó đỡ tốt, tức là nhất thế giới. Bây giờ thế giới là cùng nhưng mà bây giờ nó không được thất nghiệp. Mình chưa được một phút vậy ơi. Của ông châu rồi nói như là cái gì ba tháng hay gì đó, không kỳ đầu tiên cái nọ đó. Tôi rất thì nghèo, tôi cũng quản quá trời luôn. Mấy rồi. Tức là rương cột kinh tế hiện giờ của châu Âu. Khác là khác, giờ nó cũng phá cũng vua Đức luôn. Đức tại vì Đức xưa giờ nó vẫn là rương cột, còn bây giờ trong cái thương khủng hoảng này thì nó nhất nhất. Rồi cái chân đầu từ gì đấy, bệnh gì đấy. Cái này thì ra cuộc sống. Ra cuộc sống thì nhát cái chân, cái chân như ngày hôm mà ba cái thì chở ra cái mai trời, rồi cái hai còn chở ngã, ngã xuống ruộng luôn. À, ngã xuống té ruộng đây. Cái thằng đa nó đụng á. Còn gái cuộc sống như vậy là đau bao đâu thường xuyên là có thể đi tới luôn được. Bây giờ thì lần trước á thì hôm bữa mà tháng rồi đó thì nó bị 15 ngày. Thì cái này á trừ ra có khi nào mà mình mà chạy tia sáng laser hay là máy thì nó hết, còn là nhẹ tập thể dục hết à. Thì rồi tập thể dục hết rồi lấy trị liệu thôi. Nó đi ra tới bờ rồi nó tới trước cái sân nè, rồi đi vô nhà ra sao nó cái bữa đó mẹ sơ ý không cầm cái cây cái đi từ dáng ở bên này té đến đợt này lâu rồi. Hôm nay bữa nay mới ngồi dậy được à, ngồi dậy mà vẫn cái cây ngang đây thì đứng dậy được ha. Bây giờ chỉ có cách tập thể dục thôi. Laser không giải quyết từ đâu. Cháu bị cái đó mà, cháu bị không phải gai. Đúng rồi, gai cuộc sống cháu cũng bị nè. Chỉ có tập thể dục thôi. Thể dục thôi. Chứ còn mấy cái laser là giết rồi rờ vô cái khu vực này phiền lắm. Nhưng mà nó không có đau. Nhưng mà điều khi nào mà nó bị đau vậy thì mình tập chỗ nào khi nào nó hết chỗ đau đó thì mới hết rồi bị. Còn cái này thì nó đã đau trên này nè. Nhưng thì rồi nó còn có miếng trên này mà tập hết đau trên này cái nó không còn sinh ở dưới nữa. Biết là chiếu điện chỗ nào không? Cột sóng số mấy bị không? L1, L2 hay là L3?